tính hiệu quả ở đây coi như là SAC là một nhà đầu tư lớn đại diện cho nhà nước, đúng không ạ? Gần như là mô hình của Temasek của Singapore, và Temasek của Singapore là một mô hình công ty quản lý vốn nhà nước thành công nổi tiếng trên thế giới. Họ thành công, tại sao mô hình Temasek thành công và Việt Nam khi mà thành lập SAC tôi nghĩ là cũng học tập một phần kinh nghiệm của Temasek Singapore. Tuy nhiên Temasek Singapore khác với SAC ở Việt Nam là nền kinh tế Singapore và công tác quản trị công, quản lý khu vực công của Singapore là một trong những quốc gia có nền quản lý công hiệu quả nhất thế giới. Do vậy thì tổng ty quản lý vốn Temasek của Singapore ấy thì hoạt động rất hiệu quả và là một mô hình mà rất nhiều nước trên thế giới muốn học nhưng mà rất là khó học. Đặc biệt bây giờ nói về Việt Nam, chúng ta lúc thành lập SAC chúng ta cũng mong muốn SAC thành một công ty như Temasek của Singapore, tức là nắm rất nhiều vốn của nhà nước, nắm rất nhiều tài sản của nhà nước, kinh doanh hiệu quả và minh bạch. Đấy là cái ý đồ khi mà chúng ta thành lập ra SAC. Và để nó thúc đẩy cái hiệu quả hơn quá trình cổ phần hóa nhà nước, thúc đẩy cái tiến độ đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta bây giờ đến nay chúng ta nhìn lại cuộc thanh tra lớn đầu tiên vào SAC và những cái năm trước, những cái thông tin về trả lương rồi là về quản trị của SAC, ví dụ tôi nói lấy ví dụ là Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm luôn Chủ tịch SAC, thế là cũng là vừa là quản lý nhà nước ở cấp cao nhất lại vừa là người thực hiện thì rất khó xử lý. Thì hay là bây giờ chúng ta muốn tìm một cái thông tin gì về SAC, giả sử năm ngoái hiện nay SAC quản lý bao nhiêu cổ phần của nhà nước, những công ty nào hiệu quả đầu tư như thế nào, chi phí quản lý, các loại chi phí và cái năng lực giám sát SAC, cái tính tham gia của SAC xuống các công ty mà được SAC quản lý như thế nào, hiệu quả ra sao, vai trò của SAC như thế nào. Thì hiện nay nếu mà các nhà khoa học hay là dân chúng nói chung thì chúng ta thấy là chúng ta không có thông tin, không biết cơ quan quản lý nhà nước có những cái đánh giá đặc biệt về SAC hay không. Nhưng mà hiện nay với góc độ một nhà nghiên cứu, một nhà khoa học thì bản thân tôi cũng không nhận được bất cứ một cái thông tin đánh giá nào cho đến vừa rồi có cái cuộc thanh tra và có nói đến một số sai phạm tại SAC.